từ từ. Cố lên tập thể dục. Ui, cứ dưng hiện mỏ xuống đây. Tôi quay lại. Quay lại là cũng mất thời gian rồi. Lên. Ui, bẩn. Lên. Bẩn. Bẩn cái mỏ. Chỗ đến đâu là thấy nước từ đâu mà? Nước gì bùn đấy. Có thể em đi làm chiếc. Nói nó đi đi, nói. Mày nhẹ mày không bị thụt. Ây da. Đâu? Ý, bùn đây là tanh thế. Anh bẩn với trưởng. Này em sạch không? Đi, đây đây. Lên chặt trên này á? Ờ. Anh dữ hôi à. Lên đây mà khua, lên đây mà khua này. Lên bờ, lên này rắn cắn chết. Rắn thì đưa cây đây tao đập. Lên. Ui giời. Lôi em ơi. Lôi em. Nhanh đi. Tao hết cả người. Nè. Ôi. Dậm thế. Ôi. Tôi chiếc. Đi nhanh nữa. Nhanh lên. Ui đánh chuột này. Ui trêu lên đây mà đánh chuột. Lên đây tìm đại bằng núi. Đại bằng ổ kê. Ui hang chuột. Ui, nơi mà đánh chuột rồi. Ui, mày đét luôn. Ui, đánh đi. Hả? Chiều đánh đi. Chiều. Ui, nơi mình. Cái này là không có tổ chim nhỉ? Chơi con rắn này. Ui, bên này lại hàng tiếp rồi. Cái gì? Cá. Đó. Đấy. Nó nhảy vô. Bắt đây. Hả? Ông. Ui nó đớp nhiều thế. Ui cá tôm tôm. Xuống bắt đây. Từ từ. Ui trời ơi. Trời đất. Ui. Nó quay kìa, nó quay kìa. Đó. Ui bên đây, bên đây. Hãy từ từ tắm về tắm mượn cái nơm nhỉ? Ôi, bắt đi! Hả? Tắm vừa thì nó quậy xong. Dính nó xong. Anh vừa lấy nơm đi. Hả? Anh vừa lấy nơm đi. Ừ. Nó vừa sờ xong. Ui nó chén này. Hả? Nó chén. Đó. Ui em đang dính nó chén vào mặt. Nó vừa sờ dính nó đấy. Sờ nhẹ thôi. Vừa quẫy ở đây này. Bắt cá phải cầm nữa này. Đây, bắt cá phải cầm. Hại con luôn. Ôi. Còn một con nữa. Đây, anh mang lên bờ đây. Này, anh phải để xô đi. Hả? Nơm đi. Thôi thôi mà. Thôi thì nhé. Còn một con nữa. Ngay, đâu đây này. Chờ nhá. Vâng. Ừ. Nhanh lên nha. Ừ.
người đi. Ê, cá. Ui xa. Tao lên bờ ăn chắc. Bắt được con nào nữa không? Ui trời ơi trời. Được hai cái chim. Hả? À, đâu? Kia. Ui, đây, đây, có mấy cái này. Kêu cái to. Anh nhắm nhắm. Im. Im im. Ây da. Đâu? Ây da. Bến. Con cá. Đó. Thôi thôi im. Im để bắt cá. Im để bắt cá. Đây. Đưa em cái to cơ. Đây. Em mình chơi cái to làm gì? À, nặng lắm. Mà quần đục hết rồi, nhìn thế nào nói chưa? Anh cứ chọc, cứ chọc thôi. Ôi, ôi. À. Ừ. Biết được. Được rồi, tao bảo đưa cái nơm to cho tao không đưa. Đâu đây thôi, đâu đây thôi. Mày ăn nó cầm ra. Không ghê. Thế anh bảo là chắc là nông. Có gì đấy. Nó đi 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 đi, chỉ chân đấy. Ui, ui. Ui dồi. Được rồi. Đây này. Anh nhảy lấy đi, lấy đi. Ôi. Con thuyền nó chạy mà. Đâu đây một con đây này. Rư rư chỉ chân thẳng. Về nấu cắm lượn vì không qua phải trường chuyện chết. Ấy, không nướng cá à, nướng đã. Thôi đúng là nướng gọi em cũng được. Thế thì mày nhịn là cái chắc kìa. Bên này hết rồi nhỉ, mày chạy hết. Thế sang bên kia đi. Nào? Sang hố bên kia, cái chỗ ao ấy. Đó, không nó hay rạch lên lắm. Nó không mà bắt đấy. Đó, đi. Mày cầm nướng to đi. Anh nhìn cầm. Cầm nướng to đi. Anh nhìn cầm. Cầm đi, tao cầm cái này rồi. Lười. Nặng lắm, anh không đỡ em không lên được đâu. Đưa đây. Đưa đây, tao cầm tất cả. Đi đây. Ây da. Ây da. Ây da.
lên đường không đây? Ai? Con kia nó cắn. Gì vậy? Mày ngân. Điếu nhói. Đấy ngày trước nó ngược lên nhiều lắm này. Đấy ngày trước nó ngược lên nhiều lắm. Nó vừa cạn mấy cái hố này đầy. Ơ. Tao cũng ngửa thì còn. Cái gì trong hố này có? Ừ. Tao thề mày nó vừa cạn. Nó vừa cạn nhau lên vừa cạn không thấy vậy chứ à? Ở chỗ đằng này nó có. Mày nhìn cái vạch nước kia kìa. Ừ. Vạch nước nó cạn nhưng ở đây nó kiểu gì nó chả đặn. Ở chỗ là mỏ. Đã mỏ được mày biết. Áo đi chân sỏi hết. Tao vừa thấy một con gì đấy quẩn quẩn ở đây. Ui, ui, ui. Cái gì đấy? Con cá to lắm. Ui, đây, đây. Ui. Ui, ui. Con gì đấy? Đối trượt con gì to, kinh điển luôn. Tạo lửa chỉ con này. Con cầm gió, con cầm gió. Cũng đây mà nó chạy đi đâu được nhỉ? Có cái gì gì đâu chẳng sợ thế. Đâu hết thì chân. Giỏi thật. Thật đấy, to lắm. Cái quắng nó sắc bùn đi. Cái gì nó cũng nổi lên. Ôi đần. Đâu? Nó vừa thấy cày tăm xong. Lui đây xong, tao phép rồi. Quắng nhiều vào cho nó sắc bùn. Điều. Tao không thể điều mày. Ơ đi. Cái gì đấy? Đây, thấy chưa, tao bảo rồi mà. Bỏ ra. Ui, em bắt được. Bắt được cái gì, bỏ ra. Ui, em bắt được. Bỏ ra, nó dậy bây giờ. Ui, em bắt được. Bỏ ra, bỏ ra. Ui, chà chà. Giả đây. Giả cái bà. Em bắt được rồi. Ui, đưa đây. Tỏ thế. Ui, em bắt được. Từ từ. Mò xem con nào nữa không. Anh ngồi đi. Mày điên là bỏ ra. Nó dậy, mày không giữ được nó đâu. Chứ được. Nó khỏe ơi. Con này khỏe em ấy. Của cái bùa ấy, nào bỏ ra. Em bắt được mà. Ui, nào bỏ ra, đấy. Nào. Nào, mày không giữ được nó đâu. Giữ được. Không giữ được. Giữ được mày, bỏ ra. Anh thử ra đây. Nào. Ui, tỏ ra chưa. Nhìn. Đi về đi. Về đi, về đi. Về đi, về đi. Móc mắt thần trưởng nữa. Ây, ây da. Con này nó sốc rồi, nó ngắt rồi. Điên à, tao quẳng mãi nó mới sạc hủi đấy. Lơm mày à. Lơm. Hả? Cầm lấy. Tao không cầm cá. Tao vẫn còn, nó mò tiếp. Ở đấy mà mò nhá, tao về đây. Vẫn còn nha. Đi về, mày có về không? Anh giả ơi. Giả cái gì, tao để trên bờ rồi. Ây da, dính mắt tao rồi. Ây, vào mắt tao rồi. Ui, sót chín thôi. Thôi thôi thôi. Ây da. Ây da.
Ai vào tai tao phút nữa thôi. Thôi được. Ai ủi vào đầy tai thôi. Ui. Ai. Vào đầy tai tao rồi. Im vào cả mắt tao rồi. Ui. Ai. Thôi. Đi về. Nè. Ui ôi bẩn đấy. Mày ủi. Dạ. Mày sướng chưa? Thôi đi về, nhanh. Đây là thành quả của anh em mình. Mày có em đọc chuẩn. Rồi chia phần nhá này. Tao bị ôm con này rồi. Tao lấy mấy con này tao đút. Để ăn chán cá to. Nói nhé. Ừ. Tí tao đốt lên, tí lên ăn nhá. Tao đi tắm đi tao. Muối ơn nhé. Ừ. Muối ơn, tao đi tắm đó. Nói về. Anh em gì đấy? Đốt cá đi ăn cơm. Mày đốt á. Thôi, đốt. Đốt. Ăn cơm thịt thôi. Cá ngon như. Ăn cơm mắm rồi. Cơm mắm ăn ra gì? Con mổ con cá kia chưa? Mổ rồi. Kiểu thịt. À, sao tao làm cho mày món... Món gì? Đặc sản con cá đấy. Lấy lại cái vảy. Em đi ăn đấy. Thế đi làm chẳng thì ăn thì làm gì? Không cho anh. Không cho anh làm món cho chó đâu. Điên là chó, là chó. Ông này đốt mình chảy hết cây. Đấy là hết cây. Chảy. Bây giờ. Cầm đi. Cái này nữa. Nhưng mà ăn ngon à? Cái này ăn nhố à? Ây à, ấy, để đấy, tí nữa nó ủ là nó tự chín. Để em mình vào nhà đi. Hết cây rồi. Đây là sản phẩm bán cơm rồi. Em gì ạ? Cả lá cá cá nướng. Mới ớt, mới ớt này. Này. Đang đang mua ra chưa? Em bị lắc trứng rồi. Lá to, trứng nhiều. Lá cá cá gì? Lấy cái mâm nhỏ để vào cho nó khỏi mút đấy. Để cho nó mút kia nhiều cá, nhiều cá xuống này. Ở đâu? Ở dưới các con ấy. Toàn là bé mà. Đó. À,
con đi được to à? Ừ. Đánh cái gì à? Ồ, vô vô được rồi. Vô ấy, anh sợ ngại em. Yên. Ta coi cho trong to thực này mới ra một người. Đấy à, thế thôi, đấy thôi. Ra đây. Không, yên, bỏ mặt, mặt ngon. Mời tất cả mọi người nhá. Bây giờ không nói nữa đâu. Mật là ngon nhất của cả lắm. Cá trôi. Nó ăn đấy. Đấy. Cái này đang thịt.